mày dập cái điếu thuốc đi, mày vô đang ngồi nói chuyện với tao là tao cầm cái điếu thuốc là tao đã không ân rồi đó. Đang bằng hả chú? À em hả, đang soạn mấy cái để cho mấy đứa nhỏ nó làm ở nhà anh, đang chuẩn bị mở cái shop đồ cho mấy đứa nó bán á. Ủa chị xuống nào em? Còn cháu? Con mới xuống. Ngồi đi. Uống nước vào, nói mấy đứa nó mang xuống cho uống. Thôi được rồi, hai trẻ con mới uống không. Bây giờ còn việc con sầu riêng sao rồi anh? Cũng em thấy đó, xuống thì nó cũng hiệu quả đó. Bây giờ mình cũng sắp xếp với công việc từ ban đầu nó cũng hơi khó khăn. Anh nói chuyện mẹ, anh nói mấy đứa nó nghe anh không? Phải nghe chứ, mình có đứa nào chống đối không? Trước mắt thì chưa có đứa nào hết. Thì cũng có một hai đứa thì anh để ý thì nó trong công việc nó chưa tích cực lắm á. Thì mình đang uống nắng nó dần. Thằng kia bên đây làm gì? Bên đây mày làm gì? Không làm. Không làm gì hết. Lớn tuổi rồi sao đi làm học thì không lo học. Bảo đi học mày không học, bảo làm mày không làm. Thì hôm nay cũng đưa cháu qua gặp em thì giờ cháu nó còn lớn mà nó nghỉ học sớm quá. Giờ ở nhà cũng hư đốn rồi đi chơi đi bời rồi. Tôi ấy em coi có công việc thì sắp xếp cho cháu nó làm với. Làm gì? Anh thấy nó làm được cái gì? Bây giờ cũng không biết là cha mẹ nói không nghe lời. Bây giờ bữa giờ đi lại cháu làm được cái gì rồi? Mày làm được gì rồi? Em làm được mà nghỉ à. Sao nghỉ? Chủ không trả tiền hay là mình không cố gắng thì sao mà nghỉ? Mày dập cái điếu thuốc đi. Mày vô đang ngồi nói chuyện với tao là tao cầm cái điếu thuốc là tao đã không ân rồi đó. Giờ là chú không đưa tiền để chú nói con nghe nè, ở cả cái đất này á, con làm ở đâu chú biết hết á, còn con làm như thế nào á người ta đều nói chú hết, thái độ như thế nào ưng làm ưng nghĩ người ta đều nói. Giờ á em nói anh Cường á, đây không phải là lần đầu tiên mà thằng Kiệt hiền túng em không phải là chưa tại được gì đúng không, mà một lần hai lần quá nhiều lần mà cháu không nghe chú, giờ cháu ưng làm theo những cái của cháu thì chú không có giúp được. Làm á, ví dụ như chú giúp là giúp những cái gì chú định hướng ra cháu làm theo thì chú giúp, chứ còn bây giờ cháu về cháu làm một thời gian cháu ưng cháu làm cháu nghỉ rồi, có nghĩa là cháu còn tuổi trẻ bồng bột. Mà bây giờ ba cháu chắc lại chắc qua đây là để xin chú về làm. Bây giờ bên chú không phải là thiếu người làm, chú làm rất là nhiều mảng, cả trăm nhân viên mà. Nhưng mà tại sao chú không nhận cháu? Tại vì cháu làm nó không có tốt. Tại vì cháu có nghĩa là để chú nói sao thế này, em nói anh Cường đừng buồn nha, có nghĩa là con anh á là nó hư thì đúng rồi, thì bây giờ á mình cũng phải thương nó, mình kéo nó về, nhưng mà em cảm thấy không phù hợp, không phù hợp nên em không có đồng ý giúp nó. Là em nói thẳng luôn, nói với em á, giờ thì cũng như ban đầu á, anh về thì em thấy cũng đâu có tin tưởng gì anh nhiều lắm đâu, nhưng bây giờ cái nỗ lực của bản thân thì em cũng thấy. Thì giờ cháu rồi mình khuyên nó thì giờ nó cũng kêu ra thôi xin chú cho con làm. Thì giờ em cũng phải nói chung cũng giờ nhiều khi cha mẹ nói nó không nghe. Biết đâu chú nói vậy bảo thì cháu nó nghe thì sao. Thì em cho cháu nó một cơ hội, cái công việc thì cho nó làm. Để công việc gì cũng được, để nó anh đã... Rồi anh đừng nói nữa. Ý là anh nói nãy giờ em hiểu rồi. Anh nói anh em biết anh thương con, anh nói hiểu rồi. Bây giờ anh đừng nói để nó nói. Giờ là xin việc là xin việc cho nó mà. Giờ cháu nói đi, ý là bây giờ cháu làm được cái gì? Bây giờ chú có nè, karaoke nè, sầu riêng nè, thời trang nè, du lịch nè. Đó, cháu làm được cái gì trong những cái mạng đó? Không biết, anh thấy chưa? Giờ cái con anh nó không biết làm cái gì mà cứ kêu em dẫn qua đây em... Không phải là ý tất nhiên là anh nói là em phải định hướng cho cháu. Tối thiểu nó phải biết nó làm cái gì. Bây giờ tao hỏi mày câu nè, mày đi làm cho ai? Mày qua đây mày đi làm cho ai? Không đúng. Mày nói đi làm cho tao là không đúng. Cho mày nó làm một lần nữa mới làm cho ai? Không biết thế chứ. Giờ cháu nói cháu nghe nè, cháu đi làm cho bạn thân cháu chứ không phải làm cho chú. Về nghỉ đen là cháu làm cho chú, nhưng làm có nhận tiền không? Nhận tiền ai tiêu? Nói to lên coi nè, nó mạnh dạn đàn ông, nói mạnh dạn con tiêu đúng không? Thì con làm cho ai? Đúng rồi, thì con làm cho con thì đầu tiên con phải biết con thích làm cái gì và con làm được cái gì. Ví dụ bây giờ cháu kêu riêng tuổi cháu bây giờ năm nay mày nhiêu tuổi? 16 mà kêu mày xuống đây phụ ba mày làm sầu riêng ở dưới này, không thành phố, không đèn, không điện, mày ở được không? Đó, anh hiểu chưa? Cho nên bây giờ nó phải biết nó thích cái gì, nó làm cái gì. Chứ còn bây giờ anh dặn qua em kêu cho nó biết làm, xuống đây làm sầu riêng, làm không? Đó, thì cái điều đó là cái điều bây giờ mày phải biết mày thích cái gì thì chú mới nhận mày về làm. Và làm chú nói là trước anh Cường làm này luôn nha.
lần này cũng là lần nhiều lần rồi, bạn lần duy nhất và lần cuối cùng. Chú cho cháu một cơ hội nữa để bà làm cho chú. À, không phải là chú thiện này kia, nhưng mà công ty là một hình tập thể, dưới chú còn rất là nhiều anh em như cháu nữa. Giờ cháu thích cháu vào cháu làm, ưng cháu nghỉ, thì những anh em khác họ cũng sẽ như vậy, đồng ý cháu là cháu ruột của chú thì sẽ được có sự ưu ái hơn. Nhưng mà ưu ái hơn nó phải dựa trên quyền bình đẳng và công bằng. Chứ ví dụ như không phải là cháu vào cái môi trường tập thể rồi một mình cháu làm ảnh hưởng đến tất cả những anh em khác. Nếu như một ví dụ như những anh em khác không phải là cháu ruột của chú đi, họ làm đang tốt, mà cháu là cháu ruột chú, mà cháu vào làm không tốt, mà chú đối xử với những anh em khác cũng như đối xử với cháu á, thì anh em sẽ bất mãn. Mà một khi anh em bất mãn nó sẽ kéo một cái công ty đi xuống. Cho nên khi mà cháu vào làm thì cháu đừng có tư duy là cháu đi làm cho chú, và đừng có nghĩ chú là chú ruột vậy đó. Chú là một người chủ trả tiền cho cháu và cháu làm cho cháu, thì cháu hãy đi làm. Cháu có làm được điều đó chưa? Được không? Được. Rồi nha, được. Thì bây giờ á, về bên chú á, thì chú sắp xếp gì phải làm cái đó. Trong vòng 1 tháng, 2 tháng đầu sẽ không có lương. Chú cho bao nhiêu thấy để thử thách coi cháu đã thay đổi hay chưa. Đúng không nè? Bây giờ nhìn người mới đây, năm nay này mới nói nhiêu tuổi tao quên rồi. 16 tuổi, nghỉ học năm nay lớp mấy? Chú có chửi không? Chú có khuyên không? Vẫn nghỉ, đúng chưa? Rồi lên mà lên nhìn cánh tay mình coi, 16 tuổi kìa. Không, xăm mình không có xấu, nhưng mình phải chịu trách nhiệm việc xăm mình của mình. Sau này á, cháu lấy vợ cũng sẽ khó khăn hơn những người khác. Cháu xin môi trường công ty người ta cũng sẽ nhìn cái hình xăm người ta nói cháu. Đã xác định đam mê, đã xác định sở thích thì phải chịu trách nhiệm về cái sở thích và đam mê của mình. Cháu không thể bắt như bây giờ cháu là ba cháu không chịu nhiệm, tại vì cháu chưa đủ 18 tuổi. Nhưng mà 2 năm nữa là cháu phải tự chịu trách nhiệm về những cái việc làm, những cái hành động của mình. Nhớ chưa? Còn hôm nay chú nói luôn là ba mày dắt vô đây thì chú đồng ý nhận mày về làm. Theo chú là làm ăn chứ không phải đi sinh sự. Nghe chưa? Làm việc ra làm việc, hết giờ làm, chơi. Nhưng mà chơi sao cho nó khéo, đừng có để ảnh hưởng tới gia đình, đừng ảnh hưởng tới những người khác. Mình chơi trong cái khuôn khổ mình thôi, chứ thanh niên tao cũng chơi, ba mày cũng chơi. Nhưng mà chơi có cái điểm dừng. Đó. Rồi ngày mai qua công ty, chú sẽ sắp xếp công việc cho mà làm. Còn em nói Cường nha, đây là lần cuối nha, mà nói mà nó không nghe lời nữa, mà nó vẫn như ngày xưa á, thì là sau này em không có cho nó cơ hội nào khác đó. Chứ anh đừng có kêu là gia đình sao không đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Cái này nó đánh trách em, phải tội cho em. Rồi thằng bây giờ cháu nó không vậy rồi, trong sự cũng giờ chú chị bảo cho cháu ấy. Giờ sao? Rồi ok anh, thôi về đi. Thì cứ thống nhất như vậy đi, rồi mai qua công ty. Rồi gặp chú rồi chú sẽ sắp xếp công việc cho. Từ nay ba bàn giao con cho chú á. Mọi việc thì chú sắp xếp cho công việc, còn nghe lời mà lo mà làm ăn nghe chưa? Lêu lỏng nữa thì chết luôn á. Giờ ba với mẹ khổ lắm. Rồi anh đi công việc đi, để em làm việc tí. Nhớ chưa? Anh về. Ok.